lên hai bộ mạch tăng sáng Platinum cho SH350 cộng với AB150. À lộn, AB125, nhưng mà có điều là nó đời mới 2021. Thì mỗi xe đều có chế nút tắt đèn đúng tiêu chuẩn zin hãng, để khi mình chạy thì nó thuận tiện cho cái việc bật tắt đèn của mình. Không có cái nút công tắc nào bật sướng bằng cái nút này đâu nha anh em. Tích hợp cỡ nào cũng không bằng. Tích hợp nút D hay là tích hợp nút vaccine gì xài cũng như shit gì đó. Có này nè, muốn bật là bật, muốn tắt là tắt. Vaccine chuẩn. Riêng cái nào ra cái đó là xài là sướng nhất. Muốn bật là bật, muốn tắt là tắt, nhanh gọn lẹ. Anh em coi được các sáng của mạch Platinum nó tốt cỡ như thế nào nè. Và một cái ưu điểm đặc biệt mà anh em ít khi nào để ý nha, ít khi nào để ý thấy, nhưng mà mình nói cho anh em biết luôn, đó là cái phần pha. Pha của mình là pha nó lên rõ ràng luôn nha anh em. Bật pha là nó lên trên cốt rõ ràng luôn, chứ không phải pha mà nằm chìm trong cốt nha. Mình đã làm ra, mình làm nhiều cái mạch tăng sáng tháo bỏ trên những anh em khác qua đi nâng cấp á, thì mình thấy rằng là những cái mạch tăng sáng ở những cái chỗ khác anh em mình làm để qua tháo bỏ đó, là có một cái hiện tượng đó là bật pha lên mà pha nó chìm trong cốt luôn. Pha lên giống như là tăng thêm độ sáng cho cốt chứ không phải là pha nữa. Còn cái này là pha lên rõ ràng luôn. Đó mới đúng là pha. Còn pha mà chìm trong cốt thì nó không phải là pha nữa rồi, mà nó là tăng độ sáng cho cốt. Rồi riêng chiếc SH này thì chịu chơi, làm giống bài của mình. Xe nhà mình làm thì khách làm coi clip thì làm giống y như vậy luôn. Đó là đầu tiên là bật tắt đèn bằng nút chế kiểu truyền thống, zin hãng. Rồi nút thứ hai là mình chế nút thành nút hazard, xài rất là thuận tiện. Rồi còn một cái ưu điểm nữa, đó là chính là mình bỏ luôn cái chức năng bóp thắng đi để đề rồi. Thông thường bóp thắng phải rất sâu vô nè mới đề được đúng không? Nhưng mà khách thì cũng có cái quan điểm giống mình, tức là mình kiểm soát được cái xe mình tốt thì chẳng cần phải bóp thắng để làm gì. Đề là đủ rồi, này bấm đề khỏi cần bóp thắng nè. Ngon lành. Tắt đèn của mình thì làm theo kiểu chuẩn zin của tiêu chuẩn hãng, cho nên là mọi cái chức năng sử dụng nó rất là dễ dàng, vaccine đầy đủ nè. Rồi bật đèn nè. Cốt cũng có đường cắt sáng rất là nét và đẹp nha anh em. Pha mạnh mẽ và lên rõ ràng luôn. Pha lên rõ ràng so với cốt chứ không phải là pha nằm chìm trong cốt nữa. Pha của mình là pha rất rực nha, chứ không phải là pha lên với độ sáng của bắp. Thì cái phần pha này thì mình thấy rằng là để mà phát triển ra được, để cái độ sáng cao và cộng với lên rõ ràng so với cốt, thì nó là cả một quá trình dài, rút kinh nghiệm và nghiên cứu sâu từ nhiều phiên bản trước để có thể cải thiện tốt nhất trên phiên bản này, chứ không phải là đơn giản là bắt đầu làm là làm được. Rồi chiếc xe này thì chơi có nhiêu đó thôi, nhưng mà cũng đủ là gọi là ok lắm rồi. 350 màu xám, tất nhiên là màu xám là lúc nào cũng là màu được làm nhiều nhất và khách mua nhiều nhất. Màu này đẹp. Rồi xong, hai mạch xong.